Các bác chào mừng các bác anh em đã quay trở với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Các bác anh em biết đây là mẫu gì không ạ? Chính xác, Led Acoustic MB300, mẫu sản phẩm lông tiếng mẫu mới nhất của năm 2023. Ở cái thời điểm đầu năm bên em bán con Led Acoustic MB300 rất là chạy hàng luôn. Đây là một cái dòng sản phẩm em thấy là chất lượng âm thanh tốt để cho các bác anh em có thể nghe nhạc hiệu quả bay bổng và có thể căn chỉnh phối nhạc theo ý thích mình. Với Led MB300 cũng lâu lắm rồi bên em Tùng mới làm lại những video như thế này, bởi vì số lượng hàng về không đủ nhiều để phục vụ các anh em cả. Có những đợt thì đơn hàng nó bị dồn nén lại, những anh em đặt hàng cũng phải chờ đợi hàng. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì Led MB300 thực sự bên em Tùng đang thừa hàng để phục vụ các anh em rồi. Nên là anh em nào đang có nhu cầu với những mẫu sản phẩm lân tiếng, đặc biệt là Led MB300, có thể liên hệ trực tiếp qua bên em Tùng nhé. Và giá hiện tại sao ạ? 1 triệu đồng thôi, các bác không nghe nhầm đâu. 1 triệu đồng thôi một con Led MB300, phục vụ anh em nghe nhạc bay bổng, sôi động và hiệu quả với thiết kế giao diện đẹp mắt cho các bác nhé. Và đây là một phiên bản mới, phiên bản cải tiến đẹp mắt hơn, với mặt màn hình to hơn, nhiều các chức năng hơn, hiển thị đầy đủ thông số hơn các bác nhé. Và các phím căn chỉnh thì vẫn giữ nguyên, đó là bát, tiếng, chế độ nhạc, giải chép, có chuyển đổi tần số từ 50 cho đến 100Hz, có in bypass thông qua hay là không thông qua, anh em nhớ nhấn vào giúp em. Và góc tay phải màn hình của anh em đây là các đường kết nối đến nhạc từ USB, cổng quang, bấm rút đường dây tín hiệu trắng đỏ mặt sau. Anh em chuyển cổng nhớ nhấn input nhé. Nhớ sử dụng đúng đường, đúng cộng để các bác em có thể lấy được tín hiệu nhạc. Và bên channel 2 cũng là các phím chức năng bao gồm giải bass, giải tiếng, chế độ nhạc, giải chép. Và cái điểm đặc biệt nhất của MB300 đó chính là chế độ cắt sút. Em thấy là những cái mẫu lân tiếng em đã từng trải nghiệm rất nhiều rồi, nhưng em thấy MB300 là một mẫu sản phẩm cắt sút tốt nhất và chuẩn nhất. Anh em mà sử dụng súp mà bị nọt tiếng lời qua đó, các bác có thể ghép ngay vào với lân tiếng để chúng ta cắt súp rất là sạch với MB300. Cái điểm mấu chốt của em Led MB300 đó chính là chế độ cắt súp tốt và lân được cả tiếng súp lên các bác. Bây giờ em sẽ cùng các bác anh em trải nghiệm tiếng chế độ âm thanh thực tế của Led MB300 nhé. Và lưu ý, trong quá trình test em sẽ ấn rất nhiều lần vào nút in bass ở đây để các bác em thấy được sự hiệu quả khi chúng ta thông qua lân tiếng và tiếng chế độ âm thanh nó sẽ được đẩy lên cao hơn. Quá ngon rồi đúng không các anh em, nghe nhạc thật sự là rất là bay bổng và sôi động với Led MB300. Cái mẫu này thì nó sẽ hỗ trợ anh em trong việc chúng ta nghe nhạc nhiều hơn, vậy nên là cái giải bass hay là những cái giải chép giải lời ấy, nó sẽ tốt hơn, sáng hơn và cao hơn với những cặp loa cùng anh em. Và các bác sẽ chưa bao giờ nghe thấy cái chất lượng âm thanh này nếu như các bác em không có một con lân tiếng với phòng hát gia đình. Và khi các bác em đã ghép đôi lân tiếng vào phòng hát gia đình thì chúng ta sẽ thấy được, sẽ được trải nghiệm tiếng chất lượng âm thanh tuyệt vời đến từ những mẫu sản phẩm lân tiếng, đặc biệt là Led MB300 ở đây. Với mức giá khuyến mại, nhắc lại một lần, chốt lại một lần cuối cùng cho qua anh em nào mua chốt cho qua với em 1 triệu đồng miễn phí ship tặng dây rắc cho qua anh em ghép đôi, bảo anh lên tới 1 năm, đảm bảo cho anh em hàng nhập khẩu loại một tốt nhất bên Tùng Audio. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio nhá. Xin chào anh em.